Để tắt không? Nó là làm tam cấp lẫn hai gì đó rồi làm tam cấp không mà ngành coi nhé. Được chưa? Được, ngon rồi. Bún riêu chị hai làm thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Quá trời rồi, coi liền TikTok cũng suốt đêm đó mới thuộc đó. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh Phụ Tùng 66 TV của mình nha. Bây giờ khoảng 11 giờ nha. Tùng đang ở dưới bè của anh hai cũ. Hôm nay anh em mình không ăn cơm trưa mà nấu bún riêu cả nhà ơi. Tùng giới thiệu với cả nhà đây là bạn Nghĩa. Anh Nghĩa mình, hello hello. Hello cả nhà nha. Bạn Nghĩa mình đang đâm cua cả nhà ơi. Số cua này là hồi khuya anh hai mình đi bắt cả nhà. Cua này mình làm sao? Dở cái mang á. À, tại vì nó rồi gỡ càng. Ừ, rửa. À. Ừ, chị hai làm. Vậy ha. Còn không? Đây là cua sau khi mình mặn. À, rồi. Đây là cua. Đây mình đâm ra rồi nó thành phẩm vậy ha. Bữa nay chị hai mướn thợ nấu từ hậu sinh lên tiếp chị. Trồng dài đâm cua nghe cả nhà. Đâm hồi tắm luôn nghe cả nhà. Cua không thấy trong đây mà trong mình tu quá trời rồi. Đó, dân chờ. Dạ, hai mới qua cả nhà. Sáng giờ làm gì này? Dạ. Hôm nay anh chị hai mình đi xuống bè của anh hai cũ. Xuống đây mình nấu đỡ tốn củi ha chị hai. Có anh này cũ. Đang xuống bè của anh này cũ có bếp rồi có đồ chắn gió đồ thấy ngon quá, mình muốn mình làm cái gì đi ha. Quái hàng nè. Ha, thấy hiệu quả ha. Ở dưới bè dưới sông gió nhiều lắm nha, nên mình có cái này nè, chắn gió rồi. Nấu nướng nó cũng tiện lợi. Giới thiệu ở nhà đây là anh hai cũ mình. Hello hello. Anh mấy cũ. Đã, ta nói anh hai cũ rồi mà còn hỏi. Anh hai cũ mà anh cũ anh có xài cũ chạy không? Cũ nào, cũ gì? Đây là cua mình đã mần xong, đâm xong đó nha. Lát mình lấy cái này mình nấu, mình lấy thịt cua. Đập người hồi tắm luôn nha cả nhà. Còn đây là Thúy Nguyễn, hello hello. Thúy Nguyễn đang lặt rau ha. Hôm nay mình chuẩn bị những rau gì ta? Rau màu gai. Rau ta mặc đồ, rau bà ba, rau vô. Đây là bông điên điển ha. Mình có bông điên điển nè. Chủ kênh tài trợ áo bà ba. À, bún riêu thì chị hai có mua thêm gan cả nhà, đây là gan heo, miếng gan heo bằng kilo, với lại thịt nạc, đây là thịt đùi này cả nhà, thịt heo, chị hai mua được hai miếng thịt đùi quá ngon cả nhà, miếng gan, với lại mình nấu bún riêu là mình phải có da heo cả nhà, là miếng da nè, hồng nè, cạo mình nhổ lông thêm, mua tiệm ở sạp thì người ta bán như vậy. Một nguyên liệu không thể thiếu của món bún riêu là huyết heo nè cả nhà. Rồi rồi, tụi để đây đi. Cái này mình rửa mình để muối nha. Để muối mình nó không ngon thật. Giờ biết rồi, giờ thấy qua ít người mà tôi lắm rồi đó nha. Quan trọng. Bộ tính đi đi, tính đi nước ngoài hay gì mà đợi quay cái nhiều ta. Còn đâm không? Còn đâm mới quay. Còn đâm không quay mặt. Quay giống như mình quay mình lướt lướt có cho số điện thoại giới thiệu nickname Facebook gì không? Đang độc thân. Đang độc thân mà đang giữ hai con. Ai cài cắm cái giữ hai con đó nha. Cắm rồi hai con. Cắm hai con. Đang cái vụ mà hai con đó nha. Trời ơi. Vợ em có chị có em thêm nó mặn gì chứ có gì đâu. Vui. Vui nhà vui cửa hả? Có chị có em nó mạnh buồn. Nó chơi kênh của anh mấy bạn nữ cầu dữ lắm nha. Bởi vì có gì anh không ở chứ không có coi kênh anh. Ê, nghe chị nghe gì chưa? Khán giả trên kênh anh nhiều lắm, bạn nhiều bạn nữ lắm. Đây fan cứng này của anh Tùng 66 TV đi theo mấy bạn. Anh này hâm mộ anh Tùng. Anh hâm mộ lắm, thả tim dữ lắm luôn.
ai mà comment nhăn chữ rồi vô chữ lộn luôn. Ghê chạy. Sao? Sai gọi luôn hết chứ. Mình cứng phải bảo vệ chứ. Mình có chuẩn bị thêm tàu hũ nè, tàu hũ với bún. Bún riêu là không thể nào thiếu bún được. Đây là rau muống. Có hai cái bắp chuối đã quá. Sao bắp chuối nữa? Mới đủ chứ, đủ vị chứ. À, sau khi bạn Nghĩa mình đâm cua xong rồi chị Hai để ở đây mình lượt nước nha. Cây. Đi ra thức ăn cá điêu hồng nè. Rồi mới cái bắp sao rồi vô cháy. Nó. Ủa anh tháo dán bè luôn hay gì anh? Chơi luôn. Chơi luôn. Nó chơi đây là mấy cây củi mình đã không cần sử dụng tới nữa cả nhà ơi. Ủa. Dạ. Chụp tuổi mà chị đó có chị. Chà anh Nghĩa này anh thổi lửa hay lắm nè. Lửa là nghề của anh nè. Ba anh hai con. Chị giữ rồi tụi ơi. Để tắt không? Nó là làm tam cấp lẫn hai viên gì đó rồi làm tam cấp không mà ngành. Đến chưa? Thử á. Thử không? Cầu gầu đứt rồi đó. Sao cái cách nấu này sao chị Hai nói cho em hiểu coi. Có nghĩa là như cưng cua phải không? Dạ. Như mà cưng muốn cua là nó có về phải không? Dạ. Là cưng sắc mấy miếng. Cái đó là cưng phải xay. Xay là xay cái dơ cái ruột luôn, cái vỏ luôn rồi cưng phải đặt hộp vịt để vô. Dạ. Là cưng mới để vô cái thấp nó là nó mới có về. Còn cái này cái cua chỉ để vô là cho cái nước này nó ngọt. À, cái dạ. Nước bún riêu mình nó ngọt à, dạ, phải không? Dạ, dạ. Chứ mình không có hấp như cua. Dạ. Cái đó là cưng để cho nó về nó mới vậy. Chừng nào chín vậy hai? Đói rồi chứ hai? Giờ này đói rung rồi đó, rung máy rồi đó. Cả nhà thấy tuần quay mà cái máy mình bị rung tay rồi, cả nhà thông cảm tuần nha. Giờ này đói rồi, rồi tới 12 giờ luôn rồi. Chưa có ăn nữa. Có bị tiểu đường không? Không, chị để nhiều lại đi. Không, tao để nửa ký. Trời ơi, đừng để nấu nửa ký chị. Không có mà không bị chắc ăn xong cái bị luôn quá. Ăn phần 18 có đường luôn chứ không có tiểu đường. Ăn xong gom đi test coi đường có lớn. Cái mà là lên trên là cua hay nè. Cua. Dạ. Lên trên là cua. Qua ăn nó trắng bắp chuối. À. Chơi rồi canh giấy luôn à. Thơm quá. Giấy à. Thơm. À là mình sắc bắp chuối mình để vô cho nó trắng ha. À, trái rồi. Vậy là mình sử dụng chất tẩy tự nhiên. Mấy đứa chơi bắt trốn kìa. Ơ thằng Long trốn nghe luôn nha. Ai bắt thằng Long không tôi chỉ cho. Mình mà mới biết cái mấy người bao tiếp cũng cực quá hai. Lớn tuổi già không. Qua đây mình uống trà cả nhà ơi. Nãy giờ sắc bắp chuối mệt quá. Qua đây uống trà đi. Trà thấy khép nép rồi. Còn đứa hút rồi anh chụp. Hai cũ lộn. Ông bỏ dấu người ta đi không biết nữa. Đưa tấp là đi, kêu là bất cẩn lắm nha. Dạ. Không phải tại em Nghĩa này kêu không đúng nè, bỏ dấu thiệt tình chứ. Vô. Hồi nãy giới thiệu. Nay mình vô này trước đi. Giới thiệu cu nê đã vợ. Vô nè. Trời ơi chơi anh hai mà chơi nguyên ca luôn. Được rồi, mời cả nhà nha. Người bự nhất trong đây uống cái ca bự. Nóng rồi. Nhà kia chờ quạo á. Chút xíu nữa là phải nãy nói 100% nha, đẩy cái ốc cái rồi. Quạo không? Kêu chờ quạo đó. Quay cho ăn nữa.
Hôm nay mình đi xuống bè của anh hai cũ, phát hiện được cái dao có thiết kế rất là độc lạ nha. Độ dưới bè là gì đó cả nhà, cột cái phao vô. Con gớt cũng không, nó không có chìm á, mình lượm được. Dây là xào lâu lắm mà nè, nó mới được chưa tới đây nè. Mài dữ lắm à. Vậy hay rửa dao rồi hết à? Hè. Hè giá như là bụng đi biển. Ừ, chế lại vô đi. Dạ. Bông điện điện. Hết thật cái ta. Ủa em lợi cho chị hai dứt hết à? Ủa nãy giờ tao chạy lợi tao dứt xong mày không kêu. Chị hai dứt thịt, chị hai im ru, không cho em quay gì hết. Ngon quá ta. Chị này đói thấy thịt luộc xong rồi chín ngon quá. Mấy con da thôi rồi. Nào xuống quay cái mương ngóc em nghe tụi. Được chưa? Ngon rồi. Trời ơi, sao đây? Mắm ruốc mua đây nè. Mắm ruốc Trí Hải. Dở là khát nước hả? Hết tiền. Tao mới nạp là giá 20 ngàn, sao dở nó hết trơn rồi trời. Chắc là sáng điện cho ảnh quá, hết tiền. Đặt mày tin điện cho ảnh à, có điện thoại không? quên. Chị hai lên xám xá TV coi video hay vậy? Thôi lo nấu đi, lo nấu nhiêu đi. Thiều cối. Chị hai chứ coi kinh dữ lắm. Mày xấu quá. Mày xấu quá, kêu tao câu. Nay có bạn em lợi chị hai chê quà. Anh ta bành rõ lại ghê đùng 78 kg, giờ còn có 73 kg mấy đùng. Cắn đâu? Cắn đâu à Nghĩa? Cắn đâu hả? Dạ. 78 kg nghe chạy đụng với bành muốn té. Ê. Đúng chứ? Đây á Thảo. Lê quay cái là cái nồi bún riêu mình đã chín hết trơn rồi cả nhà ơi. Thịt luộc chín luôn. Giờ mấy anh chị em rồi sắp ra hả? Người tô ha chị hai. Ừ. Tô này nhiêu? Tô này 20 hay 30? Tô này chắc 50. Dữ vậy. Nhiều. Thịt nhiều hả? Thịt nhiều. Tô em nhớ nãy em dặn chị là thịt nhiều mà bún ít. Nhưng mà để chị để hơi cái bún này nhiều chút nha. Trời ơi, bà chủ quán bán sao ăn vậy à? Hai miếng quét, hai miếng tàu hủ, miếng cũ thôi, cũ mình ít. Rồi lấy đũa lên, đó. Rồi đó ai ăn giao với ông muốn gì anh kìa, nào muốn thêm. Rớt cho mông cuốc. Rớt cho mông cuốc. Ấm mông cuốc luôn á. Sao phải không? Đây đây đây, biết chưa? Quét. Không biết tiếc à. Đây đây miếng cũ. Em sắp vậy nè. Để ra nó tiếng cha. Lỗ chưa nữa. Chị hai bà nói tới 50 luôn mà. Làm cái tô đặc biệt cho tôi nè ông ơi. Đại ca đó. Cảm ơn nha chị hai. Bộ đồ bộ có vợ vừa cao vừa thấp hả? Quay đi, quay đi. Có vợ nữa hả? Đâu có thằng ơi, nhìn vô quay chứ đâu vô đây được. Đói rồi. Bây giờ thức ăn đã chín rồi cả nhà ơi. Chị hai. Chị hai còn đơm thêm thịt nữa hả? Không, chị hai không có đơm thêm, chị hai. Trời ơi con kìa. Gớ bỏng gì. Bữa nay chuẩn bị nhiều ha, thịt với bì nhiều. Được rồi. Nếu có dư thì mời cả nhà. Chị muốn nhiều với anh em mình nha. Nước mắt quê hương. Anh em mình lâu lâu họp mặt thì cũng không thể nào thiếu được rượu chuối hột quyền thoại của anh hai cũ mình cả nhà. Rồi, nói chung mời đi. Nói chung là anh hai đâu. Đưa anh cái ly đó đi. Được rồi. Trước tiên Tùng xin mời cả nhà dùng một ly rượu tình nghĩa, ấm áp tình nghĩa với anh em mình nha. Vô, chúc sức khỏe hết nha. Dạ. Chúc sức khỏe nghe nha. Dạ luôn. Đúng phải không? Ừ, cậu lũ tình tên hả? Ê, cậu lũ tình tên. Nghe nhạc không à? Cái gì mỏ chui dữ rồi cậu? Ê, ông hội đồng kìa. Ê, anh ơi cậu, ông hội đồng kìa. Ông hội đồng cầm á. Tùng xin giới thiệu cả nhà, đây là anh hai mình. Bên đây là anh hai cũ. Lô. Còn người ngồi kế là chị ba mình. Là chị ba. Bên đây là dạ, còn bên đây là chị nương vợ anh cũ. Đây là chị hai. Đây là Thúy Nguyễn.
Hello. Fan, fan của anh Tùng mấy bạn. Và đây là em của mình cả nhà. À, bạn Nghĩa. Bạn Nghĩa quê Hội Xuân. Hello, cái nó không trả lời. Rồi vô. Mời cả nhà nghe cả nhà. Sao đặt yêu cầu chưa? Ok ok. Tôm nhiều gì? nhiều hết ít bún. Mở ba chơi cái rau quá trời rồi cả nhà ơi. Mà chị hai ba chơi tôi rồi. Nay lên anh này cũ cho rượu trứng hộn quá im cả nhà ơi. Được không? Quá im. Rồi chiều nay có về. Chiều nay chơi chữ nữa chứ đâu. Rồi. Cái này cái nhà mình ăn miếng thịt nha. Thịt này mình mua ngon lắm á. Có mấy anh em mình nha. Không còn anh em mình nữa. Dạ. Chị hai làm tô đặc biệt không đó? Tô này là 50 ngàn không hả chị hai? Tô này là nãy trang trí cho nó đẹp chân xong rồi chị hai ăn luôn. À, chị hai bán 50 và Thí Nguyễn bán có 20 à lỗ rồi. Cả lưới 10 đồng. Đây là mấy anh chị em mình. Cũng anh em làm nghề lưới không anh ơi. Hôm nay xuống bẹn bún riêu. À không thể thiếu cái này là mắm gút Chí Hải này. Có không kìa không có ai nè cái đầu phạm mắm gút nhà làm nhà làm mời bạn ăn ngang tôi đây không chờ bạn nữa hả dạ tôi ăn liền rất vậy ở chơi bữa nay chị hai mua thịt đồ nhiều nha. Mình chuẩn bị mỗi người một tô rồi nhưng mà thịt rồi da heo rồi cũng còn nè anh em mình để thêm ăn ăn chanh vô đây cảm ơn ăn chanh dưa hết đi cho mong cuốn ha. À, chị hai thương lắm chị hai cho có ít rượu rau mà cả nhà có bông nguyên điển ngon á này nói chung là đơn sơ mà vui nha cả nhà trời ơi thật quá trời đơn sơ đâu chạy chị hai tô ông là đặc biệt rồi đó mà ông cứ nói đơn sơ hoài chưa chịu nói gì á anh Tùng không có cho ngồi cái phen ảnh mấy bạn ơi thiệt là buồn quá đi mời mốt dẫn phen của em lên anh Trung không phen em không được đâu sao không được anh em cho dưới nhà đi có chịu có nhiều không đi trời ơi nãy giờ nó quay không về ăn đi để ngủ á không ngon á phải không chứ không phải như kia quay nữa rồi còn gì nữa đâu uống kêu ai gì sân đây uống kêu nhà làm mời bạn ăn ngán thơm ngon nữa để làm lại để mình nóng thuộc mình vậy đi bún riêu nhà bè làm bún riêu chị hai làm thơm ngon mời bạn ăn nha tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền quá trời à, coi liền tích tóc cũng suốt đêm đó mới thuộc đó bún riêu là không thể nào thiếu cái mùi là bấm gút ha cua em đâm ngon hết chị hai chị hai cua em đâm là ok luôn á đấy em đâm giỏi quá cho em ăn uống nhiều nhiều chút anh ha ủa này mình chấm với mày hay mình chan chấm luôn muốn chan chan thì kêu chị lấy hũ ra cho chị chấm đại đi lấy cái hũ á lấy cái hũ chan á đã con chén rồi chan nè người ta chén nữa nè chan đi hết thì góc cái nổ nữa sợ chấm vô rồi khi thở rồi mày ơi mình đã bè mình sợ gì cô quýt cô dính hết trơn rồi còn nặng nữa ra mất ấy thêm rồi rồi cái trên nó không ăn cái trên rồi cái trên nó chơi không mà nó không ăn được chưa ghi còn không ăn không con ngoài này còn nhiều lắm nè này con không nói gì này con này nói này hai lời nói với tâm sự khán giả là nói nói chung lần đầu tiên lên TV có gì xe xích cũng thông cảm cả nhà. Tí em mới lên đâu mà em mới lên TV cả nhà. Làm cái nữa coi. Cho mình làm hết như vậy thôi nha. Hết đó rồi. Rồi tôi đăng ký con luôn rồi. Quay thấy cái hũ cái bình không ta? phải quay cái bình trên này né qua hết đó anh em tôi nghĩ được rồi nghe cả nhà. Quay qua quay lại hồi đó kết thúc clip giữa cùng luôn. Cái này cái này hết nhiêu quả rồi. Nó vô đó cho mới uống trời. Anh này chưa uống trời cho muốn.
Thôi. Này anh mới nhấp môi không mà cùng với ảnh mà anh cũng chặt quan bên vậy nè. À, ăn đêm nay uống rượu ngon ở trên ra không là... đâu rồi dạ chứ sao theo thiên nhiên hả? Cái gì thịt tô anh nhóc dần này cậu để cậu một tô nữa cái này ngủ ngon rồi ngủ ngon ngon nè có chiếc kem về được không nấu nhà nấu nhà hàng gì ngủ này không có con bởi vì nghe thì nên nó cái ngủ ngon rồi đúng rồi. Đúng rồi. Ê, chị nấu mà chị nấu ngủ dạ. Nhà chú hộ và chú học được theo như em nhậu 30 năm trong ngày em thấy ngủ ngon ngủ này tiếp đó là không còn nghe dạ, đúng rồi uống biết uống rồi không nhức đầu không nhức đầu uống thỉnh cỡ nào thỉnh sáng thức dậy là tỉnh queo chứ không có khát nước trời nghe uống được không uống bia không có nay đầu tư nay đầu tư kìa đầu tư kìa ngày bữa đó vợ em cũng uống bia nha em cũng có thằng trai á đang nãy giờ đang chia sẻ chia sẻ nó chung nhỏ hơn vậy đi nhưng mà mình chia sẻ cái gì chia sẻ chị em vậy cũng đó là nghĩa không uống đâu trên mạng đó không uống không như này vậy đó nó nói đâu mà hai uống nữa không mà nó lớn rồi nó biết ăn rau rồi là nó tự đang à tự để cho mẹ cái này thôi đâu mà mẹ nó bụng rồi để như vậy đó nhiều lắm rồi gì chị ăn đi lấy bia ha ở dùng xăm cháo TV ăn có hai tô mấy bạn ơi vậy mà còn mắc cỡ nữa cấp lít về cả nhà ăn bởi vậy tướng ngon ha cả nhà ơi ủa nãy giờ để đây hả sao để gần với bà nội quay cận cảnh chị Hai ăn luôn bà hồi nãy cận cảnh em rồi ủa giờ hồi nãy giờ tăng nhiều quá trời nhiều luôn để gần với nè. Ăn nhiều mới có chất chị Hai ơi. Chị Hai. Ăn nhiều mới có chất em nói gì gì là chị yêu rồi. Thức cả đêm luôn mà. Ảnh thằng ơi. Sốt ruột à. Tập chuối á. Bữa nay không nghe nước lưới cả nhà ơi nên anh em mình tập trung lại để làm món đồ ăn cho vui. Chứ nhà thường ăn là lấy súp. Ở không ăn lấy súp đừng mơ mốt vô nước làm trâu làm chó. Trời ơi. Kéo lưới bắt trâu. Bắt cá sấu làm trâu mình mình kéo bỏ nó có ra lúa chứ. Chó mình canh nước. Trâu mình đi kéo, trâu là cá sấu, chó là cái cậy. Thì ở không ăn đó, rồi mơ mốt tới vô đợt mà cài rồi mình nhịn. Này đô mạnh nhất nè, con lì nè. Anh Hai là đô cứng nhất ở đây, mấy anh em anh Hai ngồi ôm cây rượu là biết rồi đó. Mấy anh em hết cái bình này nghỉ được rồi, nghỉ được rồi. Không uống nữa đâu. Nó chơi cây bình này cũng cỡ 10 lít, 8 lít, 10 lít gì á. 8 lít có đồ ngâm nữa, 8 lít. Gân hổ gì đây che hoài trời. Rồi, anh em mình ăn cũng bằng xong rồi các nhà ơi, nhưng mà chạy luôn nha, 100% đây. Không á. Cả nhà nha. Đây 100% Thảo cũng 100% nè, thiếu tất cả nước ngọt quá trời đó đã. Cảm ơn chị Hai nha. Ông đầu tiên là phải cảm ơn anh Hai chứ. Không quá là để có được cái buổi tiệc hôm nay thì đầu tiên mình phải cảm ơn anh Hai mình cả nhà tại vì hôm nay mình nấu nhà là mình bắt cua để mình tiêu dùng cho bà con nha. Bán không có đâu có mình bắt cua mình bỏ ha. Nói chung là có bắt cua để có cua để nấu bún với cua hôm nay. Về chị Hai sáng giờ mặt với cùng với chị Nương với Lý Nguyễn. Chị ba mình đó cảm ơn mấy anh em nha. Được rồi, anh em mình dùng uống xong rồi cả nhà ơi. Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye, chào. Bye bye.